quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã ghi nhận gần 51,8 triệu ca, trong đó có gần 1,3 triệu ca tử vong. Mỹ là dùng dịch lớn nhất trên thế giới, liên tiếp mấy ngày qua ca nhiễm tăng mạnh trở lại. Nước này ghi nhận gần 112.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở Mỹ đã hơn 10,5 triệu ca Ấn Độ nói tiếp Mỹ đứng thứ hai về mức độ thiệt hại do COVID-19. Hiện cũng đã ghi nhận số ca mắc hơn 8,6 triệu ca, tuy nhiên đã ghi nhận tốc độ lây lan chậm lại. Còn Brazil đứng thứ ba trên thế giới về số ca nhiễm hiện có gần 5,7 triệu ca mắc. Thống kê cho thấy số liệu Brazil đang đánh đà giảm sau khi tăng dọt hồi giữa năm. Dù vậy, quá trình giảm này diễn ra chậm hơn so với các nước châu Âu và châu Á. Hiện nhiều nước châu Âu đã phải áp đặt phong tỏa khi liên tục ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục như Pháp, Hungary, Bồ Đào Nha, Bologna cũng áp đặt tình trạng khẩn cấp và ra lệnh cho khoảng 70% dân số ở nhà vào các đêm trong tuần, từ 23 giờ đến 5 giờ hôm sau trong hai tuần tới. Như vậy tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 6 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 51.750.014 người, số ca tử vong 1.277.872 người, số ca chữa khỏi 36.344.845 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.226 người, số ca tử vong 35 người, số ca chữa khỏi 1.087 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 7 người.